Ở buổi tập hôm nay 30 tháng 7, đội tuyển Hà Lan gần như có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất. Tiền đạo Linus Bjørnstad đã trở lại tập luyện sau khi dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Cô phải sử dụng nạng để di chuyển và bỏ lỡ cuộc so tài với đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán tại bệnh viện cho thấy Bjørnstad không gặp chấn thương nặng. Cô bắt đầu tập theo giáo án riêng từ hôm thứ Sáu, 28 tháng 7. Bjørnstad là sự thay thế cho Vivian Miedema, ngôi sao của Arsenal không dự World Cup do chấn thương đầu gối. Ngoài ra, đội tuyển Hà Lan cũng đón tin vui từ Stephanie van der Graafschaft và Victoria Pelova. Hai cầu thủ này bị ốm sau trận đấu với đội tuyển Mỹ và phải tuân theo quy trình chăm sóc đặc biệt để không lây bệnh cho các đồng đội. Họ ăn uống riêng và không ai được phép vào phòng những người này. Bộ đôi hậu vệ của đội tuyển Hà Lan đã tập luyện một phần trong buổi tập hôm nay. Dù chưa chắc chắn ra sân nhưng sự trở lại của ba cầu thủ kể trên là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Hà Lan. Đội tuyển Hà Lan hiện đang đứng nhì bảng E, có cùng 4 điểm với đội tuyển Mỹ nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Nếu muốn cạnh tranh ngôi nhất bảng, thầy trò huấn luyện viên Andriy Jonker phải thắng đậm đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hà Lan sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 giờ Việt Nam trên sân vận động Forsyth 3. Cùng thời điểm là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha trên sân Eden Park.